Chào quý bà con nhé, lại là nhà vườn trai nhất em đây. Hôm nay đi ra cái lô nhãn tím này nhìn thấy cây đẹp quá, thì em quay video luôn. Đây. Đấy, cây đang hoa luôn nhá. Đấy, quý bà con mà mua cây nhãn tím của bên nhà vườn trai nhất em thì sẽ có hoa có quả như thế này. Đấy, bây giờ mới là đầu tháng 7 thôi. Đấy, đầu tháng 7. Cây bắt đầu cho rất là nhiều hoa nhiều quả luôn. Đây là chuẩn giống nhãn tím của bên em nhá. Đây. Em quay cho quý bà con xem này. Cây của bên em cao được tầm 50 phân đến 60 phân. Đây, đấy. Hoa này. Hoa nhìn quý bà con đã nhìn thấy nhiều nhiều hoa không? Cây rất là đẹp luôn. Quả đây nhá. Quả tím luôn. Bà con nào mà có nhu cầu liên hệ ngay cho nhà vườn trang nhất em nhá. Để bên em tư vấn về giống cây này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bà con ở video sau.